Chương 201, lòng như tro nguội. Trương Quyền có chút không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ, bởi vì đánh trong đáy lòng, lấy hắn đối với Tần Trạch nhận thức, Tần Trạch không phải loại kia danh vọng quý tộc, mà Trương Quyền bí mật cũng hơi tra xét một chút Tần Trạch nội tình, hắn chính là một cái phổ thông từ cô nhi viện lớn lên hài tử. Đến nỗi Emma, nàng ngay cả thân thể cũng sẽ không nhìn đều không mang theo xem bọn hắn một mắt. Ta nhìn giống tâm tình rất tốt sao? Emma mặt không thay đổi nói. Vừa nói như vậy xong, sau lưng những những cao quản kia cơ thể rõ ràng có kịch liệt phản ứng, bọn hắn dọa đến toàn thân lắc một cái. Cầm đầu giám đốc điều hành tiến lên, nhún nhường nói, em ma tiểu thư, thực sự xin lỗi, đây là chúng ta công tác sai lầm. Lăng. Em ma đạo. Giám đốc điều hành không nghĩ tới đụng phải một cái mũi xám xịt, hắn còn nghĩ giảng giải cái gì, nhưng nghĩ tới em ma đã tức giận, chỉ có thể mang theo đám người ảo não mà rời đi. Tần trạch phát giác được trương quyền trên mặt khác thường, mấy người ác những người này sau khi đi, hắn liền cười đối với trương quyền giải thích nói chê cười ác công ty có người ở truy cầu em ma cho nên trương quyền nghe được giải thích như vậy trong lòng thoải mái âm thầm thở dài một hơi mặc dù rất không có khả năng nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng cái này tần trạch cũng không phải là trong mình tưởng tượng đơn giản như vậy như thế tốt lắm chính mình cũng càng dễ tiếp nhận tần trạch thì ra là như thế a à? ân ừ. tần trạch cười khổ hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng may chính là trương quyền không có đem lòng sinh nghi bằng không thì chuyện này thật đúng là xử lý không tốt. Trong lòng Trương Quyền thả xuống chuyện này sau liền đem tâm tư một lần nữa quay về đến trên thân Trần Hải, hắn lần nữa nhìn về phía Trần Hải. "Trần Hải huynh, suy tính thế nào?" Trương Quyền nói. Đi qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Trần Hải cũng bình tĩnh lại, hắn chậm rãi thả xuống bút máy. Thấy được một màn này, Tần Trạch cùng Trương Quyền đồng thời nhíu mày. Trần Hải nhìn thấy chính là, em ma không đơn giản, mặc dù Trương Quyền nhìn không ra cái gì nhưng Trần Hải biết chiếu tình huống trước mắt đến xem, nhà này ác công ty liền có khả năng chính là em ma, mà phụ thân của mình cũng đã nói, bên cạnh tầng trạch tất cả mọi người không đơn giản, bọn hắn là tầng gia tất cả chiến lực tài nguyên. Giống như là em ma loại thân phận này cao quý nữ nhân đều đứng tại sau lưng tầng trạch, thậm chí ngay cả đang ngồi tư cách cũng không có, mà chính mình bất quá là nho nhỏ trần gia hậu thế, một cái dựa dẫm tầng gia ăn cơm tiểu gia đình còn vọng tưởng tại trước mặt tầng gia đàm luận nhân quyền. Nực cười, quả thực là nực cười. Trần Hải thả xuống trong xương quốc quật cường, thả xuống cái gọi là kiêu ngạo hắn rốt cuộc minh bạch những vật này là gánh nặng trong lòng của hắn không đáng một đồng trần hải huynh ngài cái này trương quyền ý thức được cái gì trần hải cười khổ lắc đầu xin lỗi trần hải đem hợp đồng lui về tần trạch thấy thế lúc này đỡ cái tráng huyết áp trực tiếp đi tới trương quyền liếc mắt nhìn hợp đồng cũng không có nhận tay phía trước không phải nói chuyện thật tốt sao trương quyền lúng túng mà cười cười ngươi nói không sai chúng ta trần gia chính là tần gia cẩu trần hải ngữ khí bằng phẳng tự hồ đã đón nhận sự thật một dạng ăn nói ở giữa lộ ra một cổ làm cho đau lòng người thương cảm hắn nói rất đúng ta bây giờ dựa dẫm tần gia ăn cơm tất nhiên làm cẩu phải có làm cẩu chuẩn bị tâm lý trương quyền nghe lời này một cái lúc này tâm lạnh một nửa có thể nghe được tất nhiên lời nói đều có thể bị trần hải nói đến phân thượng này chứng minh trần hải đã tuyệt vọng rồi ai trương quyền thở dài một hơi cầm đũa lên nói ăn cơm đi tính toán không quấy rầy trần hải đứng dậy tần trạch thấy được trần hải muốn đi liền kéo hắn lại đừng a à, lão ca cơm nước xong xuôi lại đi a à, điểm ấy nhiều món ăn như vậy đâu tần trạch gấp giọng nói đi cũng tốt không đi cũng được ăn cơm cũng tốt không ăn cũng được trần hải đều không để ý tần trạch nói cái gì thì là cái đấy không dãy dụa nữa thế là trần hải ngồi xuống trương quyền cảm thán nói trần hải huynh a à, ngươi cái này nhưng làm ngươi cái này tiểu lão đệ hố a à trần hải không nói ta có thể nhìn ra tần trạch huynh điều kiện kinh tế tự hồ cũng không tốt ưa thích một con chó cũng không thể lãnh về nuôi trong nhà trương quyền vì trần hải cảm thấy tiếc hận tần trạch nghe lời này một cái lúc này nhãn tình sáng lên khục tần trạch cử quyền rõ ràng khục nói cẩu loại vật này nuôi không nổi trực tiếp vứt bỏ liền tốt một câu nói đem trần hải lần nữa nhóm lửa trần hải tâm tính nổ tung rõ ràng đã điều chỉnh xong tâm tính nhưng lại một lần nữa bị tần trạch làm đến tâm tính nổ lớn ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì trần hải nói tần trạch hé miệng giang tay ra biểu thị vô tội không có gì lão ca ngươi làm cái gì cũng có thể lão đệ đi theo ngươi trần hải cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tần trạch trải qua thương trường nhiều năm trần hải không nói duyệt người vô số nhưng thấy qua người cũng nhiều đi có thể nói các loại đủ các loại người đều gặp nhưng tần trạch là hắn sống những năm này chưa từng thấy qua chủng loại hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì tâm cơ mặt ngoài chính là một cái vô cùng thực sự chất phát người thành thật nhưng mỗi lần phát sinh ở trên người hắn sự tình cũng là như vậy không hiểu kỳ quái, tổng cho người ta một loại cảm giác bất lực. Chỉ có tiếp xúc tần trạch thời gian dài mới có thể biết, tần trạch loại người này thật sự rất đáng sợ, hắn là như vậy để cho người ta suy nghĩ không thấu, nhìn như vô vi, kỳ thực bằng không thì. Coi như ta cầu ngươi, ngươi không thể không thể nói cho ta biết, đến cùng muốn cho ta như thế nào. Trần Hải âm thanh lạnh lùng nói. Tần trạch nghe tiếng, thú vị cười. Không có gì, mặc chữ ý tứ mà thôi. Trần Hải nghe lời này một cái, trong lòng lột bột lập tức. Giờ khắc này, Trần Hải cuối cùng cảm nhận được tư bản đến tột cùng là như thế nào lãnh huyết, bọn hắn không nói cảm tình, không có ích lợi gì đồ vật liền vứt bỏ, chính như Tần Trạch nói tới như vậy, một con chó mà thôi, nuôi không nổi liền trực tiếp vứt bỏ. Chỉ là Trần Hải không hiểu là, nhân tâm cũng là thịt gián dấp, Tần Trạch làm sao lại nhẫn tâm như vậy, Trần Gia tận chức tận trách vì Tần Gia làm việc trăm năm, không nói công lao cũng là cũng có khổ lao, đáng giá như vậy nhiều lần lời nói ra đã thương người sao. Trần Hải nhìn xem Tần Trạch, trọng trọng gật đầu đi. Ta hiểu rồi. Nói đi, Trần Hải trực tiếp đem phần kia đẩy qua hợp đồng lại túng trở về, cầm lấy bút máy, vù vù viết lên hắn cái kia xinh đẹp tên. Trương Quyền sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới không quả quyết Trần Hải đã vậy còn quá thống khoái, một hồi lâu mới phản ứng được, lúc này vui vẻ cười ha ha. Trần Hải huynh, về sau chúng ta nhưng chính là trên một cái thuyền huynh đệ sinh tử A. Trần Hải cười nói. Trần Hải ngoảnh mặt làm ngơ, hắn ngơ ngác nhìn trên hợp đồng tên, hắn cho là coi là mình ký phần này nhậm chức hợp đồng thời điểm nội tâm sẽ nhiều ít có chút thương cảm, nhưng cũng không có, hoàn toàn ngược lại là hắn lúc này nội tâm lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thông thấu, thật giống như trăm năm chính là một cái chìa khóa mở ra hắn trăm năm lồng giam. Suy nghĩ một chút như vậy cũng tốt, chính mình không có vi phạm ý nguyện của phụ thân, trần gia từ đầu đến cuối không có có lỗi với bất luận kẻ nào, là tần gia không cần mà thôi. Tần trạch thấy được Trần Hải ký tên nhậm chức hợp đồng, khóa lông mày cũng giãn ra, vui vẻ cười ra tiếng âm ha 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 ha. Đúng vậy a, à, sau này sẽ là huynh đệ sinh tử rồi. Tần Trạch cùng Trương Quyền có một dạng cao cảm thán. Trần Hải không nhìn nữa Tần Trạch, đứng dậy làm như muốn đi. Mà đúng lúc này, Tần Trạch cầm lấy bút máy, tại trên hợp đồng cũng viết lên tên của mình. Không riêng gì Tần Trạch, lúc này Emma cùng Sử Trân Hương cũng ký tên nhậm chức hợp đồng. Chương 202, Dị Khúc Đồng Công Chi Diệu Trần Hải vốn muốn kiên quyết rời đi, khi hắn thấy cảnh này, cả người đều ngẩn ra, không phải trần hải chỉ vào tần trạch trong tay hợp đồng ngươi làm cái gì vậy lão ca ta chắc chắn đi theo ngươi a à. tần trạch cười thanh khách nói ngươi theo ta đi làm cái gì trần hải thở hổn hển nói trần hải không hiểu tần trạch chỉ là vì đuổi đi chính mình mà thôi hắn chỉ là không cần chính mình mà thôi bây giờ còn muốn cùng tự mình đi đây là logic gì chẳng lẽ hắn không biết đạo vạn tinh tập đoàn là nhà hắn sản nghiệp sao tần trạch nhìn xem trần hải hắn đang cười sử trân hương nhìn xem trần hải cũng đang cười. Bao quát trương quyền, hắn cũng tại nhìn xem Trần Hải cười. Trần Hải thấy thế, hoảng hồn. Có ý tứ gì? Trần Hải bản năng lui lại mấy bước. Lúc này Trần Hải bỗng nhiên có chỗ giật mình, cái này tự hồ không chỉ là trương quyền thiết kế cục, đây là cục trong cục, tần trạch cũng sinh tại trong đó. Không có gì, lão ca ngươi làm cái gì cũng có thể, lão đệ đi theo ngươi. Hô! Rõ ràng là tại trong phòng chung, nhưng lại có một cổ tình phong thổi tỉnh Trần Hải khuôn mặt. Hắn tự hồ ý thức cái gì? Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua ngày đó chính mình cùng Tần Trạch thành anh em kết bái tình hình. Chính mình giống như là cái ngu ngốc cùng Tần Trạch quỳ trên mặt đất, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm cùng hắn lặp lại loại này lời nói. Hôm nay kết làm huynh đệ, sau đó có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đồng tâm hiệp lực, không rời không bỏ. Hoàng Thiên Hậu thổ, thực xem lòng này. Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua ngày đó chính mình cùng Tần Trạch bên cạnh những cái kia người nước ngoài thành anh em kết bái tình hình. Ngay lúc đó chính mình không hiểu ra sao, không ngừng đứng lên lại quỳ xuống vòng đi vòng lại đầu gối đều nhanh quỳ nát cũng may chính là lúc đó tần trạch nói liền không thể cùng một chỗ a à. ta lão ca đầu gối đều sắp bị các ngươi cho quỳ nát trong đầu bỗng nhiên thoáng qua ngày đó chính mình lão phụ thân nước mắt sụp đổ lúc tràn cảnh cũng là bởi vì tần trạch một câu đủ tiếp lấy lão phụ thân khóc khóc không thành tiếng lúc đi lão phụ thân chỉ là ý vị thâm trường nhìn chính mình một mắt không nói gì trong đầu bỗng nhiên thoáng qua vừa mới chính mình cùng tần thấm y đối thoại nàng nói lấy ngươi cùng tần trạch quan hệ không cần phải kiêm tốn như vậy. Lại nói một câu để cho chính mình không giải thích được, nói là Tần Trạch đang cấp chính mình chữa bệnh. Trần Hải từ đầu đến cuối không có nghĩ tới Tần Trạch có thể là đùa thật, nhưng lúc này Trần Hải mơ hồ cảm thấy Tần Trạch tự hồ thật là đang đùa thật. Trần Hải không tin Tần Trạch, hắn một mặt bất lực nhìn về phía Emma. Emma mặt không biểu tình, nhưng lại hướng hắn thiếu hạ thân, mặc dù động tác biên độ rất nhỏ, nhưng Trần Hải có thể từ trong cảm nhận được Emma tôn kính. Trần Hải không tin Tần Trạch, hắn lại một mặt mê man nhìn về phía Sử Trân Hương. Sử Trân Hương cười thanh khách nhìn xem Trần Hải, cũng là cung kính hạ thấp người, nói, ca. Trần Hải đỏ cả vành mắt, hắn không hiểu nhìn xem Tần Trạch. Tần Trạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? À? Ngươi là vạn tinh tập đoàn hội trưởng cũng tốt, là Tần gia cậu cũng tốt, cho dù là mang bọn ta đi hoa hạ di động cũng được, ngươi cũng là ta lão ca nha. Tần Trạch tựa như là tại nhìn Trần Hải chê cười, cười đùa tí tưởng nhìn xem Trần Hải, không có một đứng đắn dạng, ngây thơ giống như là đứa bé không phải a à, trần hải thanh tuyến có chút run rẩy ngươi mẹ nó cùng ta đùa thật đó a à. tần trạch một mặt không hiểu nhìn xem trần hải nghi ngờ chớp chớp mắt hỏi lại lúc đó ngươi không phải nói không sai được còn nói cái gì ta thành anh em kết bái chơi ngươi các loại sao thế này sao lại là chơi giả a à. không phải trần hải rơi lệ ta có tài đức gì lão ca đủ thật sự đủ tần trạch thu hồi khuôn mặt tươi cười mười phần nghiêm túc nói cho trần hải một câu rất đơn giản đủ có thể để cho trần cửu lệ sụp đổ đây tuyệt không phải mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy. Một cái mạng, Trần Gia hiệu lực Tần Gia trăm năm lâu, gánh vác cho Tần Gia làm cẩu áp lực dư luận, Trần Gia vẫn như cũ từ tự thân tìm nguyên nhân, từ đầu đến cuối đối với Tần Gia không rời không bỏ, bút trướng này không sai biệt lắm nên rõ ràng, hẳn là còn cho Trần Gia đời đời tự do. Tần Trạch cũng đang suy nghĩ chuyện này xử lý như thế nào cho thỏa đáng, đưa tiền. Trăm năm thời gian dùng tiền không cách nào đánh giá, nhìn càng giống là chậm trễ Trần Gia trả giá, cho tự do. Cũng không quá phù hợp, thật giống như ép khô trần gia trí tuệ vứt bỏ nhân gia, quá bất tận tình cảm chút. Tưởng nhớ tới tưởng nhớ đi, tần trạch cảm thấy vẫn là làm huynh đệ a. À. suy nghĩ một chút, tần trạch cảm thấy đây cũng là tần gia cùng trần gia trăm năm qua này tốt nhất bài thi. thể hồ quán đỉnh, lúc này trần hải mới biết được vì cái gì tần thấm y nói tần trạch đang cấp chính mình chữa bệnh. hèn mọn, trăm năm qua vì tần gia làm việc, trần hải tại trước mặt tần gia chính là hèn mọn hèn yếu đến mức nhân gia cho mình thành anh em kết bái hắn đều cảm thấy đây là đang cầm chính mình vui vẻ. Trần Hải bụng mặt nước mắt sụt đổ, hèn hà. a, à. Tần Trạch mộng, ngươi dạng này ta không có chạy à. a. Ha, ha 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 ha, Tần Trạch cười nói, ta đều nói, ngươi phải mang ta kiếm tiền a. À. Trương Quyền, hắn cảm thấy bọn hắn đang nói chuyện gì chuyện rất trọng yếu, nhưng cụ thể đang nói chuyện gì vậy cũng không biết. bất quá, Trương Quyền không quan tâm những thứ này, chỉ cần Trần Hải bọn người chịu vì chính mình làm việc là được lúc này tần trạch còn không biết tương lai trần hải cho hắn tới khổng lồ cỡ nào tài phú đương nhiên tần trạch càng không biết ngu yên sau khi trở về cái gì cũng không nói lý do chính như tần trạch cùng trần hải thành anh em kết bái trong xương cốt nhu nhược để cho trần hải không thể tin được đây là sự thực trong đầu duy nhất lóe lên ý nghĩ chính là hắn đang chơi chính mình đây là không giải thích được sự tình càng là không thể giải thích sự tình chân chính hữu nghị dựa vào ngôn ngữ là hình dung không được loại kia cao quý tinh thần vật chất chỉ có tại trên sự kiện mới có thể có chỗ cụ hiện hóa chỉ có Trần Hải trong xương cốt nhận đồng phần này ràng buộc quan hệ, hắn mới hiểu phần tình cảm này đáng ngưỡng mộ. Tần Trạch cùng Ngu Yên yêu đương, xa cách 5 năm, đoàn tụ cùng 5 năm sau hôm nay, chẳng lẽ không phải là một loại cùng quân sơ quen biết giống như người về về sao? Làm sao lại trở thành hiệp sĩ đổ vỏ? Tần Trạch trong xương cốt không tín nhiệm, dựa vào giảng giải trị ngọn không trị gốc. Trần Hải trong xương cốt nhu nhược, dựa vào giảng giải trị ngọn không trị gốc. Cho nên có hôm nay Tần Trạch bức bách, bức bách Trần Hải biết hắn là như thế nào đối đãi hắn, bức bách Trần Hải biết Tần Gia đối với Trần Gia tâm ý. Cho nên có hôm nay ngu yên bức bách, bức bách Tần Trạch biết hắn đến tục cùng là bị một cái như thế nào nữ nhân yêu, bức bách Tần Trạch biết vì hắn, ngu yên năm năm này trưởng thành lên thành như thế nào nữ cường nhân. Chương 203, lo lắng yên trở về. Bữa tiệc rất vui vẻ. Mỗi người đều được thứ mình muốn. Trương Quyền muốn cho Trần Hải cùng Tần Trạch đám người đi tới Hoa Hạ di động làm việc, hắn được như nguyện. Tần Trạch muốn cho Trần Hải minh bạch, Trần Gia trăm năm qua trung thành đổi lấy huynh đệ sinh tử. Đến nước này, một cái mạng nhân tình, thanh toán. Trần Hải từ nhỏ nhân sinh liền bị hoạch định xong, hắn sinh ra chính là muốn cố gắng học tập, mấy chục năm cố gắng chính là vì phục vụ Tần Gia. Trần Hải tại cùng tuổi nhân trung rất xuất chúng, mà trả ra đại giới chính là không có bằng hữu, vì bất cứ nguyên do gì người đều ở đây lúc chơi đùa hắn cần phải đi đủ loại học bù ban, dần già, Trần Hải không biết đạo cái gì là bằng hữu, thậm chí trong đầu hắn căn bản liền không có bằng hữu khái niệm bây giờ hắn cuối cùng cảm nhận được nắm giữ bằng hữu đến tục cùng là một loại như thế nào cảm giác. Buổi tối, Tần Trạch mang theo Tần Thấm Y về nhà. Lúc ngủ, Tần Thấm Y cầm điện thoại di động đi tới Tần Trạch gian phòng. Tần Trạch nằm lì ở trên giường soát lấy video ngắn, gặp phải dễ nhìn tiết mục ngắn các loại thì sẽ theo cười một cái, sau đó lại quét xuống một đầu. Hắn thấy được Thấm Y đứa nhỏ này đứng ở cửa, liền để điện thoại di động xuống nhìn nàng. Thế nào? Tần Trạch hỏi. Ngày mai mẹ ta trở về tần thấm y thản nhiên nói a à, ta còn làm cái gì sự tình đâu tần trạch tiếp tục phát lấy video ngắn tần thấm y thấy thế đồng tình liếc mắt nhìn tần trạch không thể nói lý lắc đầu đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi tần thấm y nói à nha biết rồi yên tâm đi đến mai ta đi đón chính là tần trạch tức giận nói tần thấm y đi tắm rửa một cái mặc vào nàng gấu nhỏ áo ngủ sau lại về đến phòng nàng bò lên giường khôn khéo nằm xuống tần trạch nhìn xem video ngắn nhìn như lực chú ý đều đặt ở trên điện thoại di động kỳ thực cũng không có hắn tự tay giật xuống chăn mình đưa nó đắp lên trên thân tần thấm y cứ như vậy một tay ôm tần thấm y một tay cầm điện thoại soát video ngắn ngủ đi đến mai tiễn đưa ngươi đến trường đi tần trạch nói tần thấm y muốn nói lại thôi kỳ thực tần thấm y cùng tần trạch ở giữa tiếp xúc thời gian vẫn tương đối thiếu mặc dù trong khoảng thời gian này quan hệ của hai người dung hiệp không thiếu nhưng vẫn là bởi vì thời gian ngắn duyên cớ có một số việc không thể vào dương nhanh như vậy cũng tỉ như ngủ chuyện này coi như hai người là cha con quan hệ bởi vì từ tầng thấm y rơi xuống đất mở hai mắt ra nhìn thấy thế giới này một khắc này tầng trạch cũng không tại nguyên nhân cho nên đối với tầng trạch nàng vẫn còn có chút xa lạ hai người cứ như vậy ngủ ở cùng một chỗ đặt ở ai cũng biết cảm thấy hơi có chút mất tự nhiên nhưng bởi vì tầng trạch lúc này lực chú ý tự hồ cũng trên điện thoại di động tầng thấm y ngược lại cũng không thật nhiều tính toán cái gì kỳ thực cái này cũng là tầng trạch chút mưu kế nếu như mình cái gì không làm, trơ mắt nhìn ôm thấm y đứa nhỏ này ngủ, nói thật, chính hắn đều cảm thấy có chút cứng ngắc, dù sao đứa nhỏ này ở trong tay chính mình thời gian rất ngắn, có một số việc không riêng gì chính mình cần thích ứng, thấm y đứa nhỏ này cũng cần thích ứng thời gian. Chờ tần thấm y hai mắt nhắm lại thời điểm, tần trạch này liền để điện thoại di động xuống, đem thấm y thân thể nhỏ hướng về trong lồng ngực của mình ôm ôm, cũng đi theo ngủ. Tần thấm y tuy là năm tuổi hài tử, nhưng tâm trí lại không phải, đã hai mắt nhắm lại nàng có chậm rãi mở hai mắt ra ban đêm tần thấm y cặp kia tinh lượng mắt to nhìn trước mắt cái này đại nam hài đột nhiên cảm giác được tần trạch người này nhìn như tùy tiện miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng thế giới nội tâm của hắn thật sự rất nhẵn miệng phía trước có trần hải sự tình hắn để cho trần hải hiểu rồi tần trạch tâm ý sao có bây giờ chuyện ngủ làm bộ nhìn điện thoại không đếm xỉ tới ôm chính mình tóm tắt hỏi thăm chính mình ý kiến quá trình hèn hạ nam nhân bất quá cũng tốt hắn nghi ngờ rất ấm tần thấm y hài lòng nhắm hai mắt lại ngày thứ hai hai người lại một lần nữa đã đậy trễ. Tần Thấm Y đứng tại trên băng ghế nhỏ, hướng về phía tấm gương đánh răng. Không có biện pháp, Tần Thấm Y vẫn còn con nít, kích thước quá thấp, muốn đủ đến ao nước chỉ có thể đứng tại trên băng ghế nhỏ. Cái này cũng là tốt, bởi vì nàng đứng tại ghế đẩu nhìn vô cùng hài hước cảm, rất đáng yêu yêu. Nàng không nhanh không chậm đánh răng, kem đánh răng đánh ra bọc biển treo ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn bị trễ không giống như là nàng, mà là sau lưng cái kia lão đảo nghiêng ngã tầng trạch. Đến trễ rồi, đến trễ rồi, thấm y ngươi nắm chắc điểm. Tần trạch ở phía sau chạy tới chạy lui. Tần thấm y nhìn xem tấm gương, một hồi tần trạch từ bên trái chạy đến bên phải, một hồi lại từ bên phải chạy đến bên trái, nhìn như bề bộn nhiều việc, kỳ thực tần thấm y so ai cũng hiểu, tần trạch chính là sẽ không làm việc nhà, trong đầu không có cái gì đầu khung, 10 phút có thể làm xong sự tình, bởi vì hắn vứt bừa bãi ngược lại làm nhiều công ích. Liền không thể định vị đồng hồ báo thức. Tần thấm y tức giận nói. Cái kia không ảnh hưởng ngủ sao? tần trạch tức giận nói tần thấm y nghe xong tần trạch nói chuyện tâm vô cùng mỏi mệt nàng dừng lại đánh răng không thể không trước tiên nghỉ một lát ngươi có biết hay không bởi vì cái gì đứng lên muộn bởi vì ngủ quên mất rồi định vị đồng hồ báo thức nào có nhiều chuyện như vậy định đồng hồ báo thức không chậm trễ ngủ sao tần thấm y im lặng lắc đầu tiếp tục đánh răng không muốn lại cùng tần trạch thảo luận nàng phát hiện tần trạch đầu óc cùng bình thường không giống nhau lắm đường phân cách ps mất điện thiếu càng điểm chương 204, diễn ân ái. Tần Trạch lái xe đi tới trường học. Cửa trường vệ lão đại gia sớm liền cho môn lưu tốt, hắn bấm ngón tay tính toán liền biết hôm nay Tần Trạch nhất định đứng lên muộn. Nhanh lên a. Lão đại gia nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay cẩn đá thạch anh thời gian, tức giận nói, đều mấy giờ rồi, hai tiết khóa đi qua đều. Tần Trạch thở hồng hộc nói, xin lỗi, lại tới chậm. Ngươi bình thường một chút tới mới kỳ quái. Lão đại gia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc tần thấm y một mặt lười biến đi tới cửa trường đi ngang qua lão đại gia thời điểm ném ra một câu gia gia sớm thấm y cũng sớm a à. lão đại gia nhìn thấy tần thấm y trên mặt lộ ra gì cười tần trạch nhìn xem thấm y đứa nhỏ này bóng lưng tức giận nói ngươi liền không thể đi mau hai bước đến tột cùng là ngươi đến trường vẫn là ta đến trường a à. tần thấm y khinh bỉ liếc qua tần trạch nói đến tột cùng là ngươi đến trường vẫn là ta đến trường ngươi hỏi ta đâu a à? tần trạch thở hổn hển nói cũng không phải ngươi đến trường mù lo lắng. Tần Thấm Y âm thanh lạnh lùng nói, ngươi Tần Trạch chán nản, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu? Học với ai đều, có thể hay không học một chút đồ tốt a? À? Theo ngươi học như thế nào? Không để a. À. Tần Thấm Y âm thanh lạnh lùng nói. Tần Trạch nghe tiếng, sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía bên người lão đại gia. Đại gia, ta là như vậy sao? Tần Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão đại gia dở khóc dở cười, nói, ngươi nói xem. Lúc này Tần Thấm Y tức giận nói, mẹ ta 11 điểm máy bay, ngươi nhớ điểm, đừng quên, nếu là quên. Ha ha. Dư thừa Tần Thấm Y liền không nói cái gì, tin tưởng Tần Trạch đối với Ngu Yên hiểu rõ, nếu như lần này Tần Trạch không có đúng giờ nhận điện thoại, Tần Trạch chưa được mấy ngày ngày sống dễ chịu, Ngu Yên thủ đoạn có thế nhiều lắm. À nha, biết, biết, ngươi có thế mau tới học a. À. Tần Trạch tức giận thúc giục. Lão đại gia nghe xong 11 điểm nhận điện thoại, liền theo bản năng nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 điểm 30 phân. Cái kia, Lão Đại Gia đem đồng hồ bên trên thời gian bày ra cho Tần Trạch nhìn, bây giờ 10 giờ rưỡi A. À. Không có chuyện gì, mới 10 giờ 30 phút. Bằng vào bản năng, Tần Trạch theo bản năng nói. Lời còn chưa dứt, Tần Trạch phản ứng lại tới không thích hợp. ân, Tần Trạch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lão Đại Gia, vì chơi sửng sốt. 10 giờ rưỡi A. À. ân A. À. Lão Đại Gia gật đầu một cái. Lão Đại Gia còn suy xét đâu, trường học khoảng cách sân bay rất dài khoảng cách đâu bây giờ Tần Trạch còn không dành thời gian thật có thể bắt kịp nhận điện thoại thời gian sao? Ta thấu, Tần Trạch kinh thanh. Tần Trạch quay đầu, nhấc chân chạy. Thấm y, ngươi tốt nhất học tập A, buổi tối ta tới đó ngươi. Tần Trạch cất giọng nói. Tần Thấm y nhìn xem Tần Trạch bóng lưng chật vật, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng dùng một loại non nớt giọng điệu đối với lão đại gia nói, gia gia, chê cười, ta cái này cha. Ai? Lão đại gia nhìn xem thấm y đứa nhỏ này gương mặt bên trên cùng nàng bất tương phối hợp thành thục trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, bất quá, đứa nhỏ này thật sự rất nhận người ưa thích, nhìn một mặt bất cận nhân tình dáng vẻ, nhưng thật sự rất lễ phép, cùng với nàng ba ba một dạng. Trở về gian thành chuyến bay. Trên máy bay. Ngu y ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cánh tay ở tại bên cửa sổ, nâng cầm lên, lười biến nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, nàng vểnh lên chân bắt chéo, một cái tay khác liền viện ở trên đầu gối, ngón trỏ giàu có tiết tấu gõ nhẹ đầu gối. Lúc này, phải phía trước một cặp hơi nhỏ tình lữ nị nị oai oai, hai người nói nhỏ lấy cái gì, nam nhân ôm nữ nhân bả vai, dán vào nữ nhân bên tai nói thứ gì kỳ quái thì thầm, nữ nhân nghe tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên thấu, nàng thẹn thùng đẩy ra nam nhân, bàn tay nhỏ trắng ngoãn tức giận đập nam nhân bả vai, nam nhân hời hợt, trong miệng cười ha ha lấy hô hào đau, tự như biết lỗi rồi một dạng. Nữ nhân vẫn lên miệng nhỏ, tức giận trừng nam nhân một mắt, tiếp đó liền nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác làm bộ không để ý tới nam nhân. Nam nhân cũng tới chuyện, hắn đương nhiên biết nữ nhân cũng không phải là thật sự tức giận, mà là đang chờ lấy chính mình đi dỗ nàng. Thế là, nam nhân lần nữa ôm nữ nhân bả vai, trong miệng đều là một chút dỗ ngon dỗ ngọt. Ngu yên thấy thế, không nhịn được thở dài một hơi. Ngây thơ. Ngu yên coi thường nhất chính là loại này tiểu tình lữ, cả ngày dính nhau cùng một chỗ, hai người quan yêu đương cũng không có một chính sự, không có vật chất đánh rớt xuống cơ sở, bằng vào cảm tình xây dựng gia đình có thế đi bao xa. Nàng không thể nói lý lắc đầu, tiếp tục nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vốn là lực chú ý đã không tại đôi kia tiểu tình lữ trên thân, nhưng bên kia lại truyền tới một chút thanh âm kỳ quái. Nữ nhân dùng một loại giận trách ngữ khí nói, ài nha, ngươi chán ghét. Loại này rất ổn ẻn âm thanh là ngu yên tiếp nhận không được, nghe để cho người ta nghĩ buồn nôn, nghe để cho người ta nổi da gà. Ngu yên lại là thở dài một hơi, quay đầu lần nữa nhìn về phía cái kia vừa đi. Nàng cảm thấy, chính mình tất nhiên nhìn sang, chỉ cần bọn hắn chú ý tới mình tại nhìn bọn hắn, chắc hẳn bình thường có chút lòng công đức biết đây là công cộng nơi hai người hành vi sẽ có thu liễm. Ai ngờ, hai người đã triệt để lâm vào bể tình, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, căn bản liền không cảm giác được người khác tồn tại, thậm chí là bọn hắn đều quên lẫn nhau đang tại trên máy bay sự thật. Nam nhân ôm nữ nhân eo thon, cái trán chống đỡ lấy nữ nhân cái trán, hàm tình mạch mạch nói chút gì. Nữ nhân nghe tiếng, nhếch môi đỏ, dường như đang làm phi thường gian nan trong lòng tranh đâm. Nữ nhân nhìn xem nam nhân một mặt tội nghiệp bộ dáng, nàng mềm lòng, cho phép gật đầu một cái, sau đó còn nhắm hai mắt lại. Ngu yên xem xét nữ nhân nhắm mắt, lúc này tức giận cười. Ta thiên, ngu yên không thể nói lý lẩm bẩm. Chương 205, lo lắng y người theo đuổi. Vốn là ngu yên thật sự không muốn xem, nói thật, loại này trước mặt mọi người kích hôn sự tình thật sự rất ngu, đã ngu đến mức tình cảnh loại khi người khác nhìn xem đều rất lúng túng. Nhưng cũng không biết vì cái gì, lúc này ngu yên đáy lòng bỗng nhiên nhấc lên một cổ khó hiểu hiếu kỳ muốn, nàng vậy mà thần xui quỷ khiến nhìn sang. Đây là để cho ngu yên cảm thấy giật mình, nàng trợn tròn mắt hạnh, trong tròng mắt hàng mang văn khắp nơi. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, chính mình vậy mà nhìn lại. Nàng không ngừng chất vấn chính mình, ngu y ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, vì cái gì nhìn sang. Lúc này, đôi này tiểu tình nữ đã hôn vào cùng một chỗ, hai người vì điều chỉnh tốt hơn thư thích hơn sừng đều, hai người môi dịp ra, tham lam mút thỏa thích lấy đối phương tình cảm. Ngu y nhìn ở trong mắt, tim đập không hiểu gia tốc. Theo bản năng, ngu yên cái kia gõ nhẹ đầu gối tay ngọc ngừng lại, khẩn trương nắm quần. Ngu yên hàm răng chứa môi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, bộ dáng mười phần gian khổ. Nàng chịu không được loại này, trước mặt mọi người, cái này còn thể thống gì? Không phải nói giữa tình nhân mập mờ điểm không tốt, dù sao cũng là đang bồi dưỡng cảm tình trong lúc đó, vì tổ kiến một cái mỹ hảo gia đình mới, đây là vốn có tình cảm làm nền thâu, nhưng vấn đề là, giống như là loại chuyện này xuất hiện ở nơi công cộng liền không hợp lý, sinh lý có nhu cầu, có thể trở về nhà, cho dù là đi khách sạn cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần không ảnh hưởng những người khác, hai người tùy tiện chơi, lại bẩn cũng có thể chơi. Thế nhưng là dạng này tại công chúng nơi phía dưới khoe khoang tình cảm, thật sự rất không lễ phép. Dần dần, Ngu Yên bình tĩnh lại. Ai? Ngu Yên thở dài một hơi, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ trời xanh. Bọn hắn đều nói nữ nhân 30 như hổ, chính mình cái này còn có lúc này mới 27 tuổi, làm sao lại dạng này? Ngu Yên nghĩ tới tầng trạch, suy nghĩ kỹ một chút, cũng là sao cũng được sự tình, dù sao trên thế giới này có mình có thể dùng nam nhân, hơn nữa còn là mình thích, chuyện này cũng không có gì đáng giá chính mình thấy thèm. Suy nghĩ nhất chuyển, ngu y nghĩ, năm năm này chính mình khổ cực như vậy, cho dù là trở lại tầng trạch bên người, chính mình còn muốn đi công tác cho tầng trạch kiếm tiền, thử hỏi một chút, trên đời này cái kia nữ nhân xinh đẹp như hoa có thể làm được chính mình như vậy. Không nói những cái khác, nữ nhân dáng dấp dễ nhìn bản thân liền là một loại tài phú, chỉ cần nằm vịch xuống giường, chính là có nam nhân vì chính mình tính tiền, nhưng hết lần này tới lần khác mình không phải là, trong xương mình cường thế không cho phép bất kỳ nam nhân nào nuôi mình, cho dù là đối mặt chính mình thích nhất tầng trạch. Bởi vì ưa thích bởi vì thích, ngu yên lựa chọn nuôi mình nam nhân, ngu yên lựa chọn bảo vệ mình nam nhân. Ai? Ngu yên lại là khẽ thở dài một cái. Nàng vì chính mình tìm một cái cớ. Xem ra trong khoảng thời gian này thật sự chính là khổ cực chính mình đâu. Một hồi tần trạch hẳn là sẽ tới đón cơ A. Chính mình khổ cực như vậy, dùng một chút hắn hẳn là không vấn đề gì A. Ân, ừ, không có vấn đề. Nàng liền hỏi thăm tần trạch ý tứ cũng không có, tự hỏi tự trả lời có cái đáp án tần trạch đem tần thấm y đưa vào trường học thời điểm ngu yên vẫn là khinh thường nữ nhi của mình là cái gì tiêu chuẩn ngu yên so bất luận kẻ nào đều biết đừng nói tiểu học liền xem như đại học y an tần thấm y ở bên trong cũng là không học được đồ vật cho nên đối với tần thấm y mà nói đi tiểu học loại địa phương này hoàn toàn là lãng phí trong đời vẻn vẹn có thời gian bất quá nghĩ đến tần trạch là phụ thân tần thấm y nàng cũng không tốt nói thêm cái gì tần trạch có giáo dục tần thấm y quyền hạn mà tần thấm y lựa chọn nhập học cũng nói tần thấm y chấp thuận hành vi tần trạch hiện tại xem ra, hài tử đi học cũng là không thể nói là là một chuyện xấu, dù sao hài tử ở nhà, đại nhân muốn làm một ít chuyện quả thật có chút không tiện lắm. Giữa suy nghĩ, một vị âu phục dày da nam nhân đi tới, hắn vẽ nho nhã nhìn xem ngu yên. Ngươi tốt. Nam nhân tao nhã lịch sự nói. Nghe tiếng, ngu yên đi ra suy nghĩ, quay đầu nhìn hắn một cái. Ngu yên biết nam nhân này, hắn là hoa hạ di động con trai của chủ tịch, tên là Chu Thừa Đức, là người có tiền lần này Ngu Yên đi công tác chính là vì làm vạn tin tập đoàn kỳ ở dưới thông tin hạng mục, vì tốt hơn phục vụ trước mắt quốc nội tất cả truyền tin người sử dụng thể, tiếp đó sẽ khai triển tự chủ chuyển phục vụ thương nghiệp vụ. Theo lý thuyết bây giờ sử dụng hoa hạ di động ủng hộ nếu như cảm thấy hoa hạ liên thông càng dùng tốt hơn liền có thể tại không đổi số điều kiện tiên quyết thay đổi phục vụ thương. Cho nên, tại trong hội trường, Ngu Yên gặp qua cái này Chu Thừa Đức, chỉ là để cho Ngu Yên không có nghĩ tới là chính mình vậy mà có thể tại trở lại gian thành trên máy bay gặp phải Chu Thừa Đức. Ngu Yên cho rằng, cái này chu thừa đức tuyệt đối không ở tại giang thành sở dĩ tại sao lại xuất hiện ở ở đây nhìn một chút trong mắt của hắn cái kia một tia lòng ham chiếm hữu liền biết nàng xem một mắt bên người chỗ trống âm thanh lạnh lùng nói ngươi tốt vẻn vẹn có hai chữ trong nháy mắt chinh phục chu thừa đức hắn trực tiếp luân hãm trong đó không sai đây chính là chu thừa đức trong giấc mộng nữ nhân ngu yên tướng mạo cùng với dáng người hoàn toàn đứng tại trên hắn thẩm mỹ chủ yếu nhất là nàng cặp kia cự người ngoài ngàn dặm ánh mắt lạnh lùng cùng với nàng ăn nói ở giữa cái kia cổ lạnh ý đối với loại nữ nhân này chu thừa đức biết muốn có được nàng có thể địa ngục cấp độ khó nhưng loại nữ nhân này tuyệt đối là chịu nổi cân nhắc một khi bắt lại đó đúng là đời này của hắn lớn nhất tài phú chỉ là để cho ngu yên không có nghĩ tới là trên người mình cổ bi áp này cũng không có chấn nhiếp đến chu thừa đức phải biết là ngu yên có rất ít người theo đuổi nguyên nhân cũng là bởi vì trên người nàng cổ này cường thế liền lấy ngồi xe buýt nêu ví dụ ngu yên ngồi xe buýt chỉ cần ngồi ở hàng sau như vậy cái này xếp sau chỉ có thể từ chính nàng bình thường dân chúng bình thường nhìn thấy ngu yên loại này hình dạng liền biết loại nữ nhân này tuyệt không phải người bình thường quốc sắc thiên hương cấp bậc mỹ nữ có thể để bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng vì đó nhu nhược chuỗi thức ăn chính là cái dạng này liệp sát giả cũng là ăn mình có thể ăn xuống đồ vật nhìn đến so chính mình sinh vật càng mạnh mẽ hơn bản năng là nhu nhược nhu nhược là bọn chúng không dám đến gần cứ việc ngu yên không có khả năng đi ngồi xe buýt chu thừa đức chỉ vào ngu yên bên người vị trí cười nói ta có thể ngồi ở chỗ này sao ngu yên liếc mắt nhìn bên người vị trí đây không phải vị trí của ngươi. Đây có thể là vị trí của ta. Chu Thừa Đức cười nói. Ngu Yên nghe tiếng, nhếch miệng lên nụ cười kinh miệt. Nàng vẫy tay đem khoan thương gia tiếp viên hàng không hoán tới. Vị trí này, ta muốn. Ngu Yên nhàn nhạt nói. Chương 206, nữ nhân này hảo thủ đoạn. Tiếp viên hàng không nghe tiếng, gật đầu một cái, cung kính nói, tốt tiểu thư, ta này liền vì ngài làm. Không đợi tiếp viên hàng không đi, Chu Thừa Đức nói chuyện. Chờ sau đó, Tiếp viên hàng không nghe tiếng, quay người lại, mặt hướng Chu Thừa Đức lần nữa lộ ra nàng cái kia tiêu chuẩn nghề nghiệp mỉm cười. Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Tiếp viên hàng không cung kính nói. Chu Thừa Đức cười khanh khách nhìn xem ngu yên, lại đối với bên người tiếp viên hàng không nói, vị trí này, gấp hai giá cả, ta muốn. Tốt tiên sinh. Tiếp viên hàng không mặt không đổi sắc nói. Dù sao cũng là khoan thương gia tiếp viên hàng không, các nàng thái độ phục vụ cùng với gặp phải đột phát tình huống năng lực ứng biến đều cùng phổ thông tiếp viên hàng không là không cách nào sánh được, các nàng rất rõ ràng có thế ngồi loại này khoan thương gia nhân vật cũng là tầng thứ gì nhân vật, cùng loại người này nói chuyện phím lại không thể có một câu nói nhảm, nhân gia muốn làm gì chính mình liền đi, nói nhiều một câu đều rất dễ dàng sinh sự. Ba lần. Ngu Yên bỗng nhiên mở miệng nói. Tiếp viên hàng không thấy thế, lập tức ý thức được hai người này là vừa dậy rồi. Bốn lần. Chu Thừa Đức cười nói. Ngu Yên nghe tiếng, thể xác tinh thần đều mệt thở dài một hơi. Gấp 10. Ngu yên nhàn nhạt nói. Gấp trăm lần. Chu thừa đức ngay sau đó cùng một câu. Lời nói ra đồng thời, chu thừa đức cắt gao nhìn chăm chú ngu yên, hắn liền nghĩ xem ngu yên nghe được giá tiền này thời điểm sẽ dùng như thế nào ánh mắt đối xử chính mình. Nhưng mà, để cho hắn thất vọng là, cũng không có giống hắn mong đợi như vậy ngu yên dùng một loại không thể tưởng tượng nổi nhìn mình, ngu yên bất động thanh sắc, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào ngoài cửa sổ trời xanh, dù là chính mình mở ra giá trên trời nhân gia cũng không có nhìn mình ý tứ, cái này không khỏi cực lớn hạn độ khơi gợi lên chu thừa đức chinh phục dục mong. Hắn càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này rất có ý tứ, nàng không chỉ dáng dấp dễ nhìn, phải biết thế giới này dễ nhìn nữ nhân nhiều đi, mỹ lệ túi da liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, giống như là ngu yên loại này kiến thức, có học thức, có tu dưỡng nữ nhân thật sự là quá ít. Ngu yên biết cái này chu thừa đức trong tay có chút tiền, giống như là loại này một tấm vé máy bay gấp trăm lần giá cả đối với hắn mà nói đơn giản hời hợt, mà Ngu Yên cũng lười cùng Chu Thừa Đức chơi loại này nhằm chán xa luân chiến, thế là dứt khoát trực tiếp chơi lớn, trực tiếp khuyên lui cái này Chu Thừa Đức. Liên hệ các ngươi công ty hàng không lãnh đạo, từ hôm nay trở đi nhà này công ty hàng không chúng ta vạn tin tập đoàn đầu tư, về sau chỉ cần ta đi máy bay, bên cạnh ta vị trí cho ta khoảng không xuống. Ngu Yên âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thừa Đức nghe xong, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này, hảo thủ đoạn A chợt chu thừa đức cảm thấy trước mắt cái này dễ nhìn nữ nhân thật sự rất soái khí kinh Diễm bề ngoài băng lãnh thấu xương ăn nói sấm trên gió cuốn tác phong làm việc vốn là còn là tính thăm dò tiếp xúc ngô yên nhưng nhìn thấy ngô yên hành động này chu thừa đức quyết định đời này nhất định muốn cưới nữ nhân này làm vợ đến nỗi tiếp viên hàng không nàng không biết làm sao đứng ở nơi đó tiểu thư cái này loại chuyện này là nàng chưa từng có gặp qua cái này đã hoàn toàn vượt quá nàng sở ứng đúng năng lực phạm trù bên trong chuyện này từ ngươi đi làm làm sao bây giờ chính ngươi nghĩ biện pháp, chờ các ngươi công ty lãnh đạo liên hệ với ta thời điểm, ngươi liền lên chức. Ngu yên âm thanh lạnh lùng nói. Nâng lên thăng chức tăng lương, tiếp viên hàng không lúc này kích động che miệng lại, nàng một mặt không thể tin nhìn xem ngu yên, không biết đạo ngu yên nói tới đến tột cùng là thật hay giả. Đi thôi. Ngu yên thản nhiên nói. Cảm tạ ngài. Tiếp viên hàng không cung kính cúi đầu. Nói đi, tiếp viên hàng không xoay người rời đi. Nàng đã có kế hoạch, Tất nhiên đối phương đã báo ra tới nàng là vạn tinh tập đoàn, như vậy thì không khó liên hệ, còn lại chỉ cần máy bay chạm đất nàng đi tìm lãnh đạo hồi báo liền tốt. Tiếp viên hàng không sau khi đi, Chu Thừa Đức liền cười thanh khách đi đến ngu yên hàng sau chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn hướng phía trước tiếp cận mấy phần, nhỏ giọng hỏi ngồi ở đằng trước ngu yên, ngươi có bạn trai. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, Chu Thừa Đức xem xét liền biết ngu yên là loại kia hung ác nữ nhân, loại này hung ác không riêng gì thể hiện tại trên xử lý đủ loại sự kiện, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sở dĩ người nữ nhân này sẽ cự tuyệt tất cả khắc phái như vậy nhất định là bởi vì tại nàng đáy lòng có một cái đặc thù nam nhân tồn tại cho nên nam nhân này là hạnh phúc cái này rất để cho chu thừa đức hâm mộ để cho hắn có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác nếu như mình sớm một chút gặp phải nữ nhân này có lẽ trong lòng hắn nam nhân kia chính là hắn ngu yên nghe tiếng nhớ mày nàng do dự muốn hay không cho toàn bộ khoan thương gia hành khách đều thanh lý ra ngoài ngu yên không nói lời nào chu thừa đức cũng không cảm thấy ngượng ngập ngược lại thú vị cười hắn cảm thấy mình nói đúng khó trách ngươi không chấp nhận tần gia hôn ước chu thừa đức cười nói ngu yên vẫn là không nói tần gia không xứng với ngươi chu thừa đức còn nói ngu yên tâm phiền nàng quả thật có ý nghĩ đem cái này chu thừa đức mời ra khoan thương gia nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán chủ yếu vẫn là công cộng nơi hơn nữa hắn lại không nói cái gì lời quá đáng không cho phép nhân gia ngồi ở bên cạnh mình cũng coi như nếu như còn không cho nhân gia ngồi ở chính mình xếp sau nói thật quả thật có chút không thể nào nói nổi Thế là, Ngu Yên mang lên tai nghe Bluetooth, triệt để không để ý tới cái này Chu Thừa Đức. Chu Thừa Đức thấy thế, cười một cái, cũng không nói gì, yên tĩnh ngồi ở Ngu Yên xếp sau. Chương 207, nhận điện thoại. Sân bay. Ngu Yên chỗ máy bay bình ổn chạm đất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tần trạch vọt vào, xem xét máy bay vừa tới, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt không trễ, đây nếu là chậm thì phế đi. Tần trạch thần kinh cẳng thẳng cuối cùng buông lỏng xuống. Đi theo đám người, tần trạch đi đến bên kia hành khách mở miệng đi theo đại gia một dạng tần trạch cũng dơ lên đại bài tử trên đó viết ngu yên tên chỉ chốc lát sau công phu các hành khách nhau nhau đi ra tần trạch thậm chí không cần nghiêm túc đi tìm quét mắt một vòng liền có thể nhìn thấy ngu yên ngu yên hoàn toàn như trước đây người mặc chính trang mái tóc sạch sẽ gọn gàng co lại lộ ra nàng cái kia trắng nõn giống như thiên nga trắng giống như cao quý cổ trên người nàng không có gì đặc biệt trang trí ngu yên cũng kinh thường tại dùng vật phẩm trang sức tới đóng gói nàng thân hình của nàng cùng với nhan trị bản thân liền là tốt nhất vật phẩm trang sức, duy nhất vật phẩm trang sức chính là trên tóc trâm gài tóc, cái này trở thành vẻ rồng điểm mắt chi bút, vì nàng trên trời một bút cổ điển vẻ đẹp. Nhìn thấy ngu yên, tần trạch liền nâng cao bài trong tay tử, rất sợ ngu yên nhìn thấy không đến chính mình. Ngu yên nơi nào không nhìn thấy tần trạch. Trong đám người một mắt liền đem tần trạch cái này thổ lão mạo nhìn đi ra, lúc rời đi hắn là một bộ quần áo này, lúc trở về vẫn là bộ quần áo này, cũng không biết chính mình cho hắn tiền hắn đều làm cái gì. Còn có chính là, trong tay người ta lệnh bài cũng là nền trắng chữ màu đen, tầng trạch ngược lại tốt, vàng thực chất chữ màu đen, màu sắc phối hợp chính là như vậy không sạch sẽ. Cái này cũng còn tốt, để cho ngu yên tức giận là, tầng trạch cũng không có mua quần áo mới, tầng trạch không chịu hoa ngu yên cho hắn tiền, giống như là vẫn tại cố ý cùng ngu yên vẫn duy trì một khoảng cách, vẫn như cũ hoài nghi những năm này ngu yên tại bên ngoài cùng nam nhân khác làm bừa qua, sở dĩ trở về là tìm hắn làm hiệp sĩ đổ vỏ. Ngu yên ưa thích tầng trạch, tuy nói trên căn bản là tầng trạch nhân phẩm hảo, một phương diện khác cũng là bởi vì tần trạch thật sự rất đẹp trai, nhất là hắn cặp kia trong suốt hai mắt, chỉ cần nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, thật sự rất dễ dàng để cho ngu yên tình thương của mẹ phím lạm. Bây giờ ngược lại tốt, kể từ chính mình năm năm trước rời đi tần trạch, từ đây tần trạch không gượng dậy nổi, cả người giống như già mười mấy tuổi một dạng, cho tới hôm nay trở về, hắn đều là bộ kia lôi thôi đức hạnh, râu ri nhớ tới liền phá, nghĩ không ra coi như xong, quần áo mà nói những ngày này cứ như vậy một bộ, biết đến hắn chỉ có món này quần áo, không biết còn tưởng rằng hắn y phục này là mướn được đâu. Ngu Yên đạp tinh xảo giày cao gót đi ra sân bay, trực tiếp lựa chọn không nhìn Tần Trạch. Tần Trạch cười ha hả nhìn xem Ngu Yên hướng hắn đi tới, khi Ngu Yên từ trước mắt hắn đi qua, Tần Trạch nụ cười cứng ngắc ở. Tần Trạch. Tần Trạch nhìn một chút dơ trong tay đại bài tử, trên đó viết Ngu Yên tên. Rõ ràng như vậy, không nhìn thấy. Không nên a. À. Tần Trạch ôm lệnh bài đuổi theo, vòng tới Ngu Yên trước người, ngu ngu ngốc ngốc dơ lệnh bài. Ngu Yên trừng mắt liếc Tần Trạch, lại một lần cùng tần trạch thắt thân mà qua. Tần trạch. Tần trạch lại đuổi theo, lần này hắn không có đem lệnh bài bày ra cho Ngu Yên nhìn, mà là đưa tay tại trước mắt Ngu Yên lung lay. Mù. Tần trạch lẩm bẩm. Ngu Yên nhíu mày. Tần trạch cảm thấy không nên, nữ nhân dễ nhìn như vậy nói thế nào mù liền mù đâu. Thế là, tần trạch lần nữa vòng tới Ngu Yên trước người, lần này đem nàng ngăn cản. Ai 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 ai, tần trạch gấp giọng nói. Ngu Yên ngừng chân, ánh mắt lạnh lùng tử không nhịn được nhìn xem tần trạch không nhìn thấy a à. tần trạch tức giận nói nói xong tần trạch đem lệnh bài ôm ở trước người đầu tiên là chỉ vào lo lắng chữ cùng ta niệm lo lắng tần trạch kiên nhẫn nhìn xem ngu yên ngu yên thấy thế kiên nhẫn số dư còn lại chưa đủ liếc mắt ta nhìn giống tâm tình rất cốt sao ngu yên âm thanh lạnh lùng nói nói đi ngu yên đạp giày cao góc lần nữa cùng tần trạch thắt thân mà qua tần trạch nghĩ nghĩ bỗng nhiên giật mình hắn như cái theo đuôi đi theo ngu yên phía sau cười khổ giảng giải, ta không phải là không muốn xài tiền của ngươi, mà là thật sự không có thời gian, chiếu cố hài tử gì đã đem ta vội vàng bể đầu sức tráng, thật không có tinh lực đi mua quần áo rồi. Ngu yên ngoảnh mặt làm ngơ. Ta bảo đảm. Tần trạch dựng thẳng lên ba ngón tay, quay đầu ta nhất định mua, thực sự không được ngươi bồi ta đi, được sao? Ta cũng đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận được sao? A, à, ngu yên cười khẩy. Tần trạch thấy thế, nhẹ nhàng cho mình vừa vả miệng, đổi giọng nói, đại sự, đại sự, tại sao có thể là chuyện nhỏ đâu ngu yên có thể cảm giác được tần trạch ân cần cái này khiến nàng trong lòng mềm nhũng không thiếu không nói những cái khác liền luận chính mình một câu nói đều không nói chỉ cần cho thấy tức giận thái độ là hắn có thể biết hắn sai ở nơi nào điểm này đến xem tần trạch đã rất chiều theo chính mình tiểu tính tình ngu yên ngừng lại khoanh tay đừng nóng giận tần trạch cười nói đã lâu không gặp bạn trai cũ của... ngu yên âm thanh lạnh lùng nói tần trạch nghe lời này một cái lúc đó liền không vui Ai không phải, ngươi như thế nào xuống phi cơ liền đâm lòng ta a? À? Tần Trạch tức giận nói, cốt xấu là ta tới đó ngươi tốt a? À? Tiếng nói vừa ra, Chu Thừa Đức theo sau, hắn để ngang Ngu Yên cùng Tần Trạch ở giữa. Vị tiên sinh này, xin tự trọng. Chu Thừa Đức trầm giọng nói. Tần Trạch thấy thế, thoáng sửng sốt, trên dưới đánh giá một phen cái này tư văn nam nhân. Ngu Yên cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Chu Thừa Đức dĩ nhiên thẳng đến đi theo chính mình. Chương 208, ngươi là thực sự dám a? À? Tần Trạch không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này vẻ nho nhã nam nhân, suy tư một hồi, liền tức giận cười. Vốn là còn tại ôm lệnh bài, giờ khắc này, rơi vào trên mặt đất. Một chi tiết này, ngu yên nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, mặc dù biết Tần Trạch lúc này có thể hiểu lầm cái gì, nhưng Tần Trạch hành động này giống như là tâm lạnh. Tần Trạch tâm quá yếu đuối, không riêng gì Tần Trạch không may cũng là ngu yên không may, tình cảm giữa hai người hơi có chút gió thổi cỏ lây, tình cảm của hai người tùy theo thì sẽ bể muốn duy trì ở tình cảm của hai người cái này cần ngu yên ở trong đó không ngừng giảng giải cùng chứng minh. Phải biết là, tình cảm của hai người chỉ dựa vào một người cố gắng không cách nào duy trì ở, đối với ngu yên trên người vấn đề, giờ này khắc này tần trạch trên người vấn đề càng lớn, hắn căn bản không tin tưởng ngu yên. Tần trạch nhìn một chút chu thừa đức, cảm thấy lúc này giống như cùng hắn không có cái gì có thể nói, thế là tần trạch lại đem ánh mắt rơi vào ngu yên trên thân. Cái ý gì? Ngu Yên ánh mắt lạnh lùng tử nhìn chằm chằm Tần Trạch, nhìn thấy Tần Trạch bộ dạng này không có chút nào tín nhiệm chính mình ý tứ, nàng một điểm muốn giải thích dục vọng cũng không có. Ngươi đang hỏi ta. Ngu Yên âm thanh lạnh lùng nói. Tần Trạch kinh thường cười. Nói thật, dưới mắt tình huống này phối hợp Ngu Yên đi công tác, người bình thường đều biết nghĩ đến Ngu Yên đi công tác trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Không giải thích giảng giải. Tần Trạch hỏi. Ta cần giảng giải. Ngu Yên trầm giọng nói. Lúc này, chu thừa đức để ngang trước người tần trạch trên nét mặt mười phần kiên quyết tần trạch nhìn từ trên xuống dưới cái này chu thừa đức ngược lại là cảm thấy nam nhân này thân thể nhìn rất trắng chắc nha a à. tất nhiên ngu tiểu tả không chào đón ngươi ta hy vọng ngươi cũng không cần tiếp tục dây dưa chu thừa đức nói chuyện hình thức nhìn rất có tu dưỡng không phải ngươi là nàng người nào a à? tần trạch không hiểu nhìn xem chu thừa đức tần trạch kiên nhẫn còn có lúc này lại nói phương thức còn tính là nghe được kỳ thực nói trắng ra là chính là ngươi là cái éo gì a à? chuyện này có quan hệ gì tới ngươi a à? à. chu thừa đức tìm không thấy định vị của mình quay đầu do dự nhìn về phía sau lưng ngu yên hắn tính toán từ ngu yên trên mặt tìm kiếm chút đáp án nhưng ngu yên vẫn là lạnh như băng trên mặt nơi nào có câu trả lời gì a à? lúc này chu thừa đức tâm hung ác ta là bạn trai nàng chu thừa đức nghiêm giọng nói hắn cho rằng đây là một cái cơ hội tốt mình nhất định phải dũng cảm nắm chặt cơ hội lần này cứ việc có thể sẽ gây ngu tiểu tả sinh khí nhưng từ dưới mắt tình huống này đến xem đối với chính mình, lúc này ngu tiểu tả đáng ghét hơn hẳn là trước mắt cái này nhìn bình thường không có gì lạ nam nhân mới đúng, cho nên chỉ cần chính mình để cho ngu tiểu tả thành công thoát ly quẩn cảnh, sau đó lại hướng ngu tiểu tả giảng giải đây là hắn bất đắc dĩ mới tự tiện tuyên bố là nàng bạn trai sự tình. Chắc hẳn ngu tiểu tả nhất định sẽ lý giải. Mà trong lúc vô tình này, lại sẽ cùng ngu yên kéo gần lại một chút khoảng cách. Chu thừa đức mừng thầm trong lòng. Cảm thấy sự xuất hiện của người đàn ông này quả thực là ông trời cho chính mình một cái bày ra cơ hội của mình, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng là ý trời à. Hắn cảm thấy khả năng này là nguyệt lão cho mình dắt dây đỏ, hơn nữa còn là cốt thép, kéo không ngừng cái chủng loại kia. Chu thừa đức lời kia vừa thốt ra, hắn chính là thời khắc cảnh giác sau lưng ngu yên, chỉ cần ngu yên không nói lời nào, vậy coi như là ngầm cho phép, nếu như ngu yên mở miệng giải thích đem đầu mâu chuyển hướng trên đầu mình, vậy thì khó mà nói. Đây là một hồi phong hiểm cực lớn đánh bạc, không có cách nào, ngu yên quá đẹp, nàng tuyệt đối đáng giá chu thừa đức như thế phía dưới chi phí, dù là cuối cùng mặt mũi bồi thường sạch sành xanh để cho Chu Thừa Đức cảm thấy hưng phấn là, tại phía sau hắn Ngô Yên tự hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, điều này không khỏi làm Chu Thừa Đức sống lưng thẳng mấy phần, một mặt kiêu ngạo nhìn xem trước mắt Tần Trạch. Ngược lại là Tần Trạch, hắn nhịn không được, phốc thử bật cười. Ha 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 ha. Nụ cười này không quan trọng, cho Ngô Yên lộng mù, Chu Thừa Đức cũng mù. Ngươi cười cái gì? Chu Thừa Đức âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Tần Trạch cố nén ý cười ta nói, chu thừa đức sức mạnh hơi có vẻ không đủ, ta nói ta là bạn trai nàng thế nào? Ngươi! Tần trạch chỉ chỉ phía sau hắn ngu yên, là bạn trai nàng. Là! chu thừa đức như đinh chém sắt nói. Không! Tần trạch chăm chú nhìn chu thừa đức, ngươi không phải. Ngu yên nghe lời này một cái, đầu tiên là sững sờ. Nàng có chút không thích ứng, không thích ứng tần trạch như thế tin tưởng mình bộ dáng. Chậm một hồi lâu, ngu yên mới lấy lại tinh thần, nàng hàm tình mạch mạch nhìn xem tần trạch, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một tia hồng nhuận. Đây là nàng muốn thấy được kết quả, nàng muốn là chính mình mến yêu nam nhân vô điều kiện tin tưởng mình, mà không phải gặp phải điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ liền cùng chính mình ầm ĩ. Ngu yên so với ai khác đều biết, ở bên ngoài có bao nhiêu người đang nhớ thân thể của mình, cái này không chỉ cần chính mình cường đại lên vì tần trạch bảo vệ được thân thể của mình, đồng thời cũng cần tần trạch đối với chính mình vô hạn độ tín nhiệm, chỉ cần có tần trạch chèo chống. Ngu Yên có lòng tin có thể chiến thắng bất luận cái gì trộm cắp người, nếu như tần trạch cũng không tin tưởng chính mình như vậy thì có thể nói trên thế giới này tất cả đều là địch nhân của mình ngay cả người mình thương yêu nhất cũng tại nhắm vào mình ngu yên vô cùng tin tưởng vững chắc chỉ cần mình cùng tần trạch ở giữa cảm tình hàng rào không gì phá nổi bọn hắn cùng cố gắng nhất định có thể chiến thắng tất cả mọi người mặc kệ là ai đều không thể chia rẽ bọn hắn tần trạch lâm cũng tốt chu thừa đức cũng được cho dù là phụ mẫu cũng không thể ta nói huynh đệ a tần trạch tiến lên ý vị thâm trường vỗ vỗ chu thừa đức bả vai ngươi là thực có can đảm a đường đừng phân cách ps gần nhất gia sự 20 hào tăng thêm chương 209, nói nhảm chu thừa đức nghe tiếng con mắt lập tức âm ngoan ngu yên nghe tiếng trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt nàng hy vọng hai người có thế phát sinh điểm xung đột các loại đánh nhau là tốt nhất mặc dù muốn như vậy có chút bên trên lương tâm nhưng vì tương lai chính mình cùng tần trạch ở giữa cảm tình suy nghĩ cái này cũng là nhất thiết phải trả giá tiểu đại giới chỉ cần hai người có thể đánh tình huống tốt nhất là tần trạch đánh không lại tiếp đó lại từ ngu yên ra tay đạp bay cái này chu thừa đức cứ như vậy tần trạch liền không có chạy thử nghĩ một cái người nam nhân nào không hy vọng chính mình nữ nhân ôn nhu khả ái đồng thời có thể dùng siêu cấp biết đánh nhau thuộc tính đâu lại không cần tần trạch ra ngoài đi làm ở nhà hoa ngu yên tiền đi ra ngoài bên ngoài gặp phải mâu thuẫn ngu yên trực tiếp ra tay giải quyết loại này hình lục giác được bao nuôi thời gian lại là người nam nhân nào có khả năng cự tuyệt được hấp dẫn chứ cái này có chút phản logic nhưng ngu yên chính xác chính là loại nữ nhân này nàng lòng ham chiếm hữu trình độ nào đó cùng nam nhân không kém bao nhiêu, đàn ông có tiền chính là như vậy, tìm một cái ôm nhu hiền huệ nữ nhân, cũng không cần ngươi ra ngoài kiếm tiền, trong nhà cũng không cần ngươi ra ngoài đi làm kiếm lời chút tiền nhỏ kia, ngươi chỉ cần bồi bên cạnh mình, không có chuyện gì đừng lão gây chuyện hoặc tính toán chút không có ích lợi gì là được, vật chất phương diện không kém chút. Nào ngươi, mà xem như tần trạch cần thiết trả ra đại giới, đơn giản chính là tin tưởng ngu yên, một đời đi theo ngu yên phía sau là được rồi. Ngu yên trong đầu đã có hình ảnh, Chu Thừa Đức, ngươi đang uy hiếp bờ ta. Ngu Yên nhếch miệng lên nụ cười hài lòng. Không tệ, hắn chính là đang uy hiếp bờ ngươi. Ai ngờ, lúc này Tần Trạch lại khoát tay. Huynh đệ, ngươi cũng không cần đến hung ác như thế. Tần Trạch ung dung giải thích nói, kỳ thực anh em cũng có thể nhìn ra ngươi ưa thích Ngu Yên, nhưng nói thật, ngươi thật không được giải Ngu Yên, ngươi cùng với nàng quan hệ qua lại không tới. Ngu Yên. Ngu Yên cảm thấy thật giống như có điểm gì là lạ. Chu Thừa Đức, có liên hệ với ngươi ai tần trạch bất đắc dĩ lắc đầu nói bằng hữu của ta nữ nhân này nói đến ngô yên tần trạch nhìn về phía ngô yên thấy được nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng hắn lại là không nhịn được lắc đầu thở dài nữ nhân này cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau không biết đạo huynh đệ nghe qua một câu nói như vậy không có nói đúng là là hoa hồng đều có gai tần trạch hỏi ngươi tại nói với ta thứ gì loạn thất bát tao ngươi bây giờ cần phải làm là đi nhanh lên người ta nhẫn nại là có hạn chu thừa đức không nhịn được nói tần trạch cúi đầu suy tư một chút cứ như vậy nói đi ngươi dám truy nàng đó chính là đang liều mạng ngu yên chu thừa đức nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn nói ngươi muốn theo ta tách ra một chút cổ tay phải không không cần thiết a à. tần trạch giảng giải nói hai ta không thù không oán hai ta không có chuyện gì nói dốc gì a à. ta chỉ là cho ngươi chút ít đề nghị thôi như thế nào nói cho ngươi chuyện này đâu tần trạch chợt phát hiện chuyện này thật sự khó mà nói dù sao ngu yên khuyết điểm không có mấy cái nhưng mỗi cái khuyết điểm đều vô cùng trí mạng, suy nghĩ kỹ một chút, ngu yên nữ nhân này thật sự rất khủng phố, cho người ta một loại gender cảm giác, thái quá lòng ham chiếm hữu cùng với gặp phải hiểu lầm không làm không làm tính cách, lòng ham chiếm hữu chủ yếu là thể hiện tại ngu yên sẽ ở trong thức ăn đổi điểm vật kỳ quái, tiếp đó nàng vì thỏa mãn mình nhu cầu đem ngươi mang vào trong. Phòng ngủ một trận, cố lên nha, nói ngắn gọn giản nàng yêu thích nam nhân chạy không được nàng không thích nam nhân cũng không đến gần được nàng không làm chủ yếu là thể hiện tại ngu yên không thích giảng giải điểm này gặp sự tình hoặc hiểu lầm Ngu Yên đầu tiên làm không phải giải thích với ngươi, mà là nhìn của cá nhân ngươi thái độ, chỉ cần ngươi ý nghĩ không hợp nàng tâm ý, nàng có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn chỉnh ngươi. Tính toán, tầng trạch thở dài một hơi, nói, ta liền nói một chuyện a, à, nàng có hài tử, hài tử đều 5 tuổi. Chu Thừa Đức Chu Thừa Đức tâm lạnh một nửa, một câu, nàng có hài tử, không ngừng tại trong đầu của hắn oanh minh, tưởng tượng thấy trên thế giới này một góc nào đó bên trong có cái nam nhân vậy mà trước chính mình một bước hưởng thụ qua cơ thể của Ngô Yên, Chu Thừa Đức trái tim tan nát rồi rất nhanh chu thừa đức lấy lại bình tĩnh hắn cảm thấy chuyện này thật giả còn không thể xác định lúc này mình không thể dao động ngươi cảm thấy ta quan tâm cái này chu thừa đức âm thanh lạnh lùng nói tần trạch sững sờ tràn đầy không hiểu nhìn xem chu thừa đức không phải nhân gia có hài tử a tần trạch chỉ vào ngu yên vậy thì thế nào chu thừa đức hùng hồn nói chu thừa đức cảm thấy mình nói rất hay chỉ có nói như vậy mới có thể thể hiện chính mình đối với ngu yên là thật tâm ngươi là nghe không hiểu Tần Trạch đổi một phương thức giảng, nhân gia cũng đã có gia đình, ngươi còn ở lại chỗ này hung hăng càng quấy cái gì nhiệt tình đâu. Đến cùng là ngươi tại hung hăng càng quấy vẫn là ta tại hung hăng càng quấy. Chu Thừa Đức chán nản. Cái này, hung hăng càng quấy, mũ Chu Thừa Đức cũng không thể mang, thực lực cùng thân phận của hắn đều mang không dậy nổi cái này cái mũ. Chương 210, ngươi muốn nói ngươi muốn theo ta tách ra một chút cổ tay phải không? Không phải a, à, ta nói huynh đệ, nhân gia đều có gia đình, hài tử đều 5 tuổi, ngươi tại này đối một người đàn bà có chồng có ý tưởng, ngươi tại phá hư nhân gia gia đình A, lại nói, tần trạch từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cái này chu thừa đức, nói, xem ra ngươi cũng không phải dân chúng bình thường, tốt xấu cũng muốn tăng thể diện, ngươi nói ngươi là một cái có gia đình nữ nhân, chuyện này truyền ra ngoài, ngươi tại trong đồng hành như thế nào hỗn A? Ai còn cùng ngươi làm ăn A? Ngươi không thể ngộ nhập lạc lối A, bằng hữu của ta. Chu thừa đức. Không hiểu thấu, chu thừa đức bị tần trạch mang trong khe đi. Chu Thừa Đức cảm thấy Tần Trạch nói rất đúng, chính mình tốt xấu là hoa hạ di động tương lai chủ tịch cùng một cái đã có hài tử nữ nhân quan hệ không minh bạch trong nhà không tốt giao nộp không nói nháo đến truyền thông bên kia cũng là phiền phức làm không tốt công ty sẽ gặp phải liên lụy bằng hữu của ta lời thật thì khó nghe a à. tần trạch tận tình khuyên nhủ chu thừa đức cúi đầu sắc mặt khó chịu gật đầu một cái đánh đáy lòng tán thành tần trạch lời nói Ngu y nhìn ở trong mắt khí ở trong lòng nàng phát hiện tần trạch cái nói nhảm này là thực sự có thể nói đúng lý không tha người vô lý biện ba phần rõ ràng đánh nhau liền có thể giải quyết sự tình bởi vì hắn cái miệng thúi kia cho pha trộn thất bại. Chợt, Ngu Yên có một loại xúc động, đó chính là nếu như Chu Thừa Đức cùng Tần Trạch đánh nhau, nàng muốn giúp lấy Chu Thừa Đức đánh cái này đáng chết Tần Trạch, nhìn thế nào thế nào cảm giác làm giận. Biển học không bờ, quay đầu là bờ A, bằng hữu của ta. Tần Trạch trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, Tần Trạch cảm thấy không thích hợp. Ách không phải. Tần Trạch dùng tay làm dấu mời, chỉ hướng Chu Thừa Đức phương hướng sau lưng, một lần nữa nói, bể khổ vô biên quay đầu là bờ a chu thừa đức quay người nhìn xem tần trạch chỉ cho phương hướng của hắn theo bản năng đi tần trạch phủi tay đối với ngu yên nghiêng đầu nói đi thôi ngu yên lạnh lùng nhìn xem tần trạch đối với chuyện này chỉ đơn giản như vậy bị tần trạch hồ lộng qua nàng vô cùng không hài lòng đúng lúc này chu thừa đức ngừng chân hắn kịp phản ứng từ nơi sâu xa ý hắn biết đến tần trạch có thể đang đùa bẩn hắn đầu tiên ngu yên có phải thật vậy hay không có hài tử chuyện này không có chứng thực thứ yếu liền xem như có hài tử cũng là ngu yên nói cho hắn pháp bất kể nói thế nào đều không tới phiên tiểu tử kia a cuối cùng tiểu tử này xem như chỗ nào trễ hành đúng và sai hắn có ở đây soi mói tư cách sao chu thừa đức hẹn quá thành giận đi trở về dừng lại tần trạch nghe tiếng nghi ngờ quay người lại như thế nào vấn đề huynh đệ người mẹ nó là làm cái gì cùng hai ta tại cái này bá bá chu thừa đức chửi ầm lên thế nào tần trạch tức giận cười ta nói không đối với áo đúng hay không đó đều là chuyện của chính ta có quan hệ gì tới ngươi nàng thật sự có hài tử hài tử đều năm tuổi ngươi còn kéo gì a à? tần trạch kiên nhẫn giảng giải xéo đi nhanh lên đừng tại đây cùng ta nói dông dài chu thừa đức không nhịn được chợt lóe tiêu pha tần trạch thấy thế cười đùa tí tưởng bộ dáng cuối cùng tiêu tan ngược lại thay thế nhưng là gương mặt lãnh khốc. huynh đệ ta nói nàng có hài tử đã là phụ nữ có chồng nếu như ngươi dây dưa nửa mơ hồ ngươi theo bọn lưu manh không có gì khác biệt tần trạch âm thanh lạnh lùng nói ta nói một lần chót nếu như ngươi lại không xéo đi tự gánh lấy hậu quả chu thừa đức không còn thỏa hiệp nhưng mà chu thừa đức không có ý thức được là đây là tần trạch một lần cuối cùng cảnh cáo tần trạch tuyệt không phải không có ý nghĩa nói dông dài sở dĩ cùng cái này chu thừa đức nói nhiều như vậy nhìn như không có tác dụng kỳ thực bên trong là có tần trạch đạo lý có câu nói rất hay quan gia nên giải không nên kết đây là một cái chơi tiền thời đại ai không có chuyện gì tìm đại gia chơi nếu như có thể chọn lựa đầu tiên chính là muốn tránh một chút không cần thiết xung đột, tin tưởng trên thế giới vẫn là nhiều người tốt, sự tình giải thích rõ ràng liền tốt, ngu yên là phụ nữ có chồng, tần trạch cho chu thừa đức đạo lý là phi thường hợp lý bậc thang, nhưng chu thừa đức không lùi mà tiến tới, cái này giống như tần trạch nói tới như vậy, phá hư nhân gia gia đình người chính là lưu manh, chính là hành vi cường đạo. Trong này có một cái rất trọng yếu logic chính là, nếu như cái chu thừa đức này là cái người thành thật, biết ngu yên là phụ nữ có chồng không lại dây dưa, vậy thì rất tốt, nhưng lùi một bước giảng, cái này chu thừa đức cũng tại biết ngu yên là phụ nữ có chồng điều kiện tiên quyết vẫn đối với ngu yên có ý tưởng cái này không khỏi cho tần trạch một loại hắn là loại kia bất cần đời tên lường gạt cảm tình vòng tròn luôn luôn rất sạch sẽ tần trạch không cách nào tiếp nhận loại người này lừa gạt một chút người khác căn này tần trạch chịu không được nhưng lừa gạt đến người bên cạnh trên đầu tần trạch không tiếp thụ được loại này ngu yên khả năng bị người trêu đùa sự thật nếu mà bắt buộc tần trạch không ngại để cho cái này chu thừa đức vĩnh viễn trên thế giới này tiêu thất chấm dứt hậu hoạn nói trở lại tất nhiên xác định là cường đạo là lưu manh chuyện này liền tốt giải quyết, chính diện cứng rắn liền xong rồi. Tần Trạch hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú Chu Thừa Đức, nhàn nhạt nói, ngươi muốn nói, ngươi muốn theo ta tách ra một chút cổ tay phải không?